Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại cùng kênh yêu hoàng của mình nha. Thì hôm rày mình cũng đã quay một số mộc hoa dendrochớp như vàng đỏ xưa và nhiều, và đặc biệt là có một vàng đỏ cầu tàu thì bữa mình cũng có quay. Thì có những bạn hỏi mình là hàng vàng đỏ xưa và vàng đỏ cầu tàu nó có giống nhau không, sao nhìn nó hơi giống giống mộc hoa mà giá nó hơi chênh lệch một tí. Thì hôm nay sẵn vườn đang có nở hai cái vòng hoa và vàng đỏ xưa và vàng đỏ cầu tàu thì mình cũng quay giới thiệu và phân biệt cho các bạn hai cái mặt hoa này nó khác nhau ở những gì và cái thân lá thân thủ của nó như thế nào cho các bạn cùng nắm ha. Thì về hai cái mặt hoa này thì nó thân lá của nó và nó gần như là giống nhau các bạn, nó khoảng 90% là nó giống nhau. Và cái thân lá của thằng vàng đỏ xưa này, này mình có chậu vàng đỏ xưa, thì thằng cầu tàu và thằng vàng đỏ xưa thì nó đều là một cái hoa thuận các bạn, thì mầm nó đều là chấp thuận như mình đã nói, thì phần đậm nó nằm bên ngoài nè đó, bạn thấy không, cái chớp nó cũng nằm chớp lá nó phần đậm nó cũng ở bên ngoài, chớp rất là đẹp ha các bạn. Đây là cái mầm chớp của vàng đỏ xưa, đặc thù đặc trưng của cái dòng này luôn nha các bạn. Thì thân lá nó phát triển rất là mạnh, đây là những cái chậu vực nè, cây khỏe, nó rất là mập, rất là to ha các bạn, to hơn ngón tay của mình. Thằng vàng đỏ cầu tàu thì cái mầm nó cũng vậy, nó rất là vực nè. Thân lá thì nó gần như nhau nha các bạn, nó không có khác gì nhau. Mầm nó vẫn phẹt xẹt như vậy. Lá nó, này là lá nó to rồi nhưng mà úp nhỏ thì nó sẽ giống như thằng này, thằng vàng đỏ xưa. Đặc điểm nhận dạng thì nó ở đây mình đang nở hoa, sẵn đây mình giới thiệu cái vàng đỏ cầu tàu cho các bạn cùng xem nha. Đây là mặt hoa vàng đỏ cầu tàu. Đây các bạn thấy không, rất là đẹp với mặt hoa này. Còn đây là mặt hoa vàng đỏ xưa đó. Thì hôm nay tuy là ở vườn đang có nở hai cái mặt hoa vàng đỏ xưa và vàng đỏ cầu tàu để phân biệt cho các bạn luôn, nhưng mà khá tiếc là cái chậu hoa vàng đỏ xưa thì nó không được vực nha các bạn. Các bạn xem hai này, hai thân già với nó đã suy cây, hơi suy cây và nó ra hoa sẵn. Bữa mình tính cắt nhưng mà có bạn hỏi là sự khác nhau giữa vàng đỏ cầu tàu và vàng đỏ xưa, thì mình cũng để mấy cái hoa cho cùng bạn cùng ngắm và các bạn cùng phân biệt. Thì hoa do cái cây này nó khá là to nên hoa thì cũng khá là đẹp nha các bạn, nhưng mà được cái thì nó hoa nó không được nhiều cái vòi hoa thôi, nhiều nụ hoa đó. Đây, đây của nó cũng bị hư mấy cái hoa rồi. Đây là hoa vàng đỏ xưa. Đây, các bạn thấy ha, nó nở rất là căng rồi. Còn đây là vàng đỏ cầu tàu nè đó. Rồi sau khi quay thì các bạn có thấy nó khác nhau cái điểm nào không? Rồi để gần chút xíu nha. Rồi các bạn có thấy nó khác nhau với điểm nào không? Rồi thì sự khác biệt của hai mặt hoa này và vàng đỏ cầu tàu thì nó nằm ở bên trái nha, thì nó ám hơn nha các bạn. So về cái độ ám của cái mặt hoa vàng đỏ cầu tàu thì nó ám hơn cây vàng đỏ xưa. Đây, ở phần giữa của cây vàng đỏ cầu tàu thì các bạn thấy nó có một cái vệt ám ở bên trong đó, đặc biệt cái hoa này là nó có vệt ám ở trong nè đó, các bạn thấy không, có phần ám bên trong. Phần ngoài thì nó phần màu đỏ đậm đó, nó tạo nên ở một cái biên giữa của cái hoa, nó gần như là một cái hoa ba biên nha các bạn, khá là đẹp đó, bạn thấy không. Còn cái phần này thì về cái hoa của cái vàng đỏ xưa thì nó màu ở bên trong hoàn toàn là một màu vàng, gần như là trong luôn nha các bạn, nó không có một cái vạch ám nào luôn đó. Đặc biệt hai cái hoa này là vậy, sự khác biệt của hoa này rất là rõ nét ha các bạn đó, có một vạch ám ở trong. Thằng này nó giống như thằng vàng đỏ cầu hai các bạn, có một vạch ám ở trong tạo nên cái hoa có một vạch ba biên đó, rất là to. Còn hai cái sự khác nhau thứ hai là cái hoa vàng đỏ xưa nó to hơn cái hoa vàng đỏ cầu tàu nha các bạn.
nó to hơn khoảng 7 10 phần, 7 tới 10 phần. Tất nhiên là 70 các bạn, nó lớn hơn khoảng 3 phần của cái vàng đỏ cầu tàu. Nhưng mà cũng tùy vào cái vực cây thôi. Đó thì cái vàng đỏ cây cầu vàng đỏ cầu tàu này hiện tại là nó đang nở trên cái cây thân 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 mẹ củi các bạn. Nó không có mạnh lắm nên hoa thì nó cũng chưa tương đối là to. Đó. Hoa này cứ dạng trung bình thôi. Nhưng mà so về cái hình thức của cái hoa nở nhiều lần tại vườn mình thấy thì cái hoa vàng đỏ cầu tàu nó vẫn là nhỏ hơn cái hoa vàng đỏ xưa này nha các về giá trị cây và cái có mặt rộng khắp trên thị trường hiện tại anh em đang nhân giống thì cái mặt hoa vàng đỏ cầu tàu này giống nó đang ít hơn cái hoa vàng đỏ xưa vì cái hoa vàng đỏ xưa thì gần như hiện tại gần như vườn nào cũng có các bạn rất là thông dụng hiện tại đối với các dòng lan đen đâu chớp đó, còn hàng vàng đỏ cầu tàu này thì hiện tại thì khá là ít ít giống và phần lúc mà giá lan đang khá là cao thì những anh em sổ ra cái cây này còn khá là tâm huyết với cái cây này vì các bạn thấy cái phần của nó ám như vậy nó tạo lên một vạch ba biên cho cái hoa thì cái hoa này cũng khá là hiếm và độc đáo đó. Vừa chấp sâu vừa tạo nên sự bao biên, nó cái sự kết hợp rất hài hòa với cái vọt ám ở bên trong. Nên cái hoa này hiện tại so về giá cả cũng tạo nên sự khác biệt giữa hai mặt hoa vàng đỏ xưa và vàng đỏ cầu tàu. Thì vàng đỏ cầu tàu hiện giá nó trên nhau với vàng đỏ xưa thì cũng không nhiều các bạn. Ví dụ như vàng vàng đỏ xưa thì hiện tại là bán 10 bán 8 và ví dụ hiện tại trên thị trường thì cái mặt hoa vàng đỏ xưa hiện tại đang bán 7 thì cái vàng đỏ cầu tàu thì đang bán 10 các bạn mình ví dụ vậy ví dụ như 700 1 triệu đó thì vậy cho các bạn dễ hình dung thì nó chênh lệch cũng không nhiều đó, một bọc hoa rất là đẹp vàng đỏ cầu tàu còn đây là vàng đỏ xưa nha các bạn hiện tại mình cũng đang quay camera thường thôi không có quay camera chỉnh nha các bạn nhưng màu sắc nó của nó rất là nổi bật và bắt mắt luôn đó. Mình quay xa vườn cho các bạn cùng xem nha hết sức là đẹp còn về cây giống thì hiện tại bên vườn mình cũng có khá là nhiều nhân giống cái loại vàng đỏ cầu tàu và cái mặt hoa vàng đỏ xưa đây, vàng đỏ xưa thì hai mặt hoa này gần như là na ná giống nhau nhưng mà nó cũng tạo nên sự khác biệt bởi cái độ ám của hai cái hoa thì hiện tại bên vườn mình cũng có một số cây nhỏ làm giống các bạn nào mà thích hai cái mặt hoa này thì có thể liên hệ mình sẽ chia sẻ cho các bạn ha thì đây đây là cây vàng đỏ cầu tàu nè đây mình có một cây nhỏ ha các bạn nó nằm khoảng 8 cm rễ khỏe đang mầm đó. Đó, mầm xẹt ha các bạn thì cây này nếu các bạn giao lưu thì mình sẽ chia sẻ với giá khoảng 800 ngàn nha các bạn đó, cây này thì rễ khỏe rồi rễ đẹp đang mầm zin ha các bạn thì nó khoảng 8 sen 7 sen rưỡi 8 sen đang mầm mình sẽ chia sẻ với giá và 800 ngàn hoặc đây mình cũng đang có một cái chậu vàng đỏ cầu tàu nhỏ nè thì cây này mình đã khai thác thân hai thân sau rồi đó, nhưng mà nó đang có một cái mầm nè thì bạn nào có thể sưu tầm cái mặt hoa thì mình chia sẻ với chậu này giá là 500 ngàn cho các bạn ha 500 ngàn hai thân sau thì mình đã có khai thác ha các bạn như các bạn yên tâm nhé dòng này đẻ rất là sai thì ở trên đây nó đang u cái mầm nữa nè đó thì các bạn về có thể khai thác được khoảng 1 tới 2 kg nữa đây, đang mầm thì cây này sẽ bán với giá là 500 ngàn còn cây này thì mình sẽ chia sẻ với giá là 800 ngàn ngoài ra những cái mặt hoa vàng đỏ xưa như mình đang quay thì cũng vườn đang rất là có nhiều cây nè cây nhỏ đây cây này có đang có đa ba mầm nè các bạn đó, một mẹ ba mầm thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ha thì còn vấn đề bảo hành thì các bạn yên tâm mình hai cái mặt hoa này nhìn về thân lá thì nó giống tương đối giống nhau nhưng mà về cái mặt hoa thì các bạn yên tâm nhìn và nó có sự khác biệt liền không có nhầm lẫn được nên khi mà mình
chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn yêu hoa lan trên khắp cả nước, mà cái mặt hoa nào thì mình sẽ bảo hành cái mặt hoa đó cho các bạn ha. Cái vàng đỏ xưa và nó sắc nét và nó trong như vậy, nó không có bị ám. Đây, vàng đỏ xưa không bị ám nha các bạn. Hoặc là nếu có những cái hoa mà nó không đủ lực thì nó ám nhẹ thôi. Ở đây có một tí ám nhẹ nè, các bạn thấy không? Cái bên trong cái này có một vệt ám nhẹ nè, các bạn thấy không? Rất là nhẹ. Đó, gần như thì nó sạch hết các bạn. Đây, ở dưới đây nè. Thằng vàng một vệt ám cực nhẹ. Nhìn thì vẫn thấy nhưng mà nó không có như thằng vàng đỏ cầu tàu này. Nó là một cái dòng ám. Đó, nhìn và nó ám toàn bộ cái hoa. Các bạn thấy không? Ám rất là đậm. Còn thằng vàng đỏ xưa thì nó giữ ấm và nó chỉ có một hai vệt nhẹ trên cái hoa thôi. Đó, nhìn gần như là không thấy luôn. Nè, soi mới thấy thôi. Đó, nên mình sẽ bảo hành với cái phần hoa này cho các bạn ha. Vàng đỏ xưa và vàng đỏ cầu tàu. Đó, anh em nào mà thích chơi hoa nào thì mình sẽ chia sẻ cho bảo hành hoa đó cho các bạn dễ giao vô nha. Rồi, và sau đây mình cũng xin kết thúc video tại đây và xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã cùng theo dõi video cùng kênh Yêu Lan. Và đừng quên ủng hộ kênh bằng một lượt đăng ký để kênh ngày hoàn thiện hơn nha các bạn. Và sau đây mình cũng xin mời quý cô chú anh chị và các bạn mình cùng một lần nữa ngắm lại mặt hoa vàng đỏ xưa và mặt hoa vàng đỏ cầu tàu này nha các bạn.